em cũng cho hết. Thật ra thì nghe cái câu chuyện của anh thì em cũng rất là đồng cảm, tại vì rất là giống gia đình của em. Tại vì bố mẹ em cũng ly dị cũng lâu rồi, thì mẹ sống nuôi nhà em 7 người, con gái một người, con trai. Con trai là em, nhà em có mình một người con trai thôi. Thì mẹ cũng nuôi 8 đứa con. Thì chỉ có khác cái là mẹ em không có đi bước nữa thôi, lo cái thời gian mà nuôi con á rất là mệt. Mẹ vừa lo mệt nhưng mà nhà thì phá nữa, có mình em phá nhất, quậy phá nhất nữa. Lúc nào ví dụ như mẹ buôn bán, mẹ em thì buôn bán cơm ở ngoài bến xe thì em suốt ngày xưa ra giả bộ phụ phụ thôi, phụ giả bộ thôi, nhưng mà trộm tiền toàn đi là ăn cắp tiền để mà đi chơi với bạn bè đó, rồi suốt ngày đánh lộn. Hồi xưa là em là kiểu như là băng nhóm mà, tại vì nhà em là ngồi bến xe bến ở chợ đó, cái môi trường nó rất là xấu. Bắt đầu mình nghĩ lại thì mình mới cảm thấy rất là hối hận. Ước gì cái thời gian mà cho mình quay trở lại, mình sẽ không bao giờ mà mình quậy phá nữa. Nhưng mà em chưa biết cuộc sống hiện tại của anh.